Xin chào mọi người, một ngày mùng 3 Tết. Hôm nay mình sẽ gửi cái video gạo muối lên mọi người làm xem mẹ nha. Trước khi massage gà thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần muối để mình rang. Đó là muối sắn 10g, tiêu 20g, lá chanh 15 lá và bột ngọt. Mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Cái phần này thì mình sẽ cho vào chảo và mình rang. Mình sẽ rang muối chín và lá chanh á, nó vàng, nó giòn thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào chảo và mình rang luôn nha. Các bạn nhớ rang nhỏ lửa để muối nó không có bị văng nổ lên á. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Khi rang muối này thao tác cũng rất đơn giản, mọi người đảo đều. Đây là mắt khén, mình có mắt khén thì mình sẽ dùng hết cái phần này luôn. Vị của mắt khén nó sẽ có cái vị như xá xỉ mọi người. Nó cũng rất là thơm khi cho vào, mình thấy cũng rất là thơm. Nếu mọi người có thì có thể cho vào, không thì thôi. Đây là hạt dỗi mình sẽ dùng 2 hạt luôn nha. Hạt dỗi và mắt khén là 2 cái gia vị của Tây Bắc. Mình hôm trước mình có mua về, trong công thức gốc thì nó sẽ không có, nhưng mình có cái 2 cái gia vị này. Mình thích cái vị nó hương thơm của rừng núi á, thì mình cho thêm vào để mình rang và mình ướp khi mình làm gà á, nó sẽ có cái vị thơm. Hạt dỗi thì tại nó hơi to nên mình sẽ đè xuống phần chảo á để cho nó nóng. Sau khi muối được rồi thì mình sẽ bắt xuống bếp. Gà thì mình sẽ lựa gà mái đẻ nhiều lứa để cho cái gà nó có độ dai á. Khi mua về thì mình sẽ rửa sạch với muối và lá chanh mình để ráo trước khi mình rang muối và massage gà. Mình sẽ massage trong vòng 15 phút để cho con gà nó thấm đều cái phần muối, sát đều cái phần da cả bên trong và lẫn bên ngoài luôn nha mọi người. Khi mọi người massage thì nhớ lấy cái phần lá chanh á, chà lên gà để nó sát đều da gà, thì cái phần tinh dầu của lá chanh nó sẽ thấm vào da gà thì nó sẽ tạo cái hương vị tinh dầu của chanh nó thơm. Sau khi làm xong và để trong vòng 15 phút cho gà nó thấm thì mình sẽ đem đi phơi nắng trong vòng 1 ngày. Các bạn sẽ treo lên thì gà nó sẽ rất là nhanh khô nhé. Đây, gà mình đã để được 1 ngày rồi nha mọi người. Thì cái phần đùi gà nó sẽ lên cái màu hồng rất là đậm. Gà thì nó sẽ khô hết cái phần da bên ngoài. Bây giờ mình sẽ đem gà xuống, mình sẽ rửa sạch và mình sẽ chuẩn bị phần nước ủ nha. Để chuẩn bị phần nước ủ thì mình sẽ nướng hành tây. Hành tây thì hôm trước mình dùng bếp ga thì mình sẽ nướng trên bếp ga, còn hôm nay mình dùng bếp điện nên mình phải nướng bằng lò điện nên nó không được cháy ra lắm. Mình sẽ dùng 3 củ hành tây, muối sắn 80g, bột nghệ mình dùng 30g. Cái chai bột nghệ này mình thấy cái màu nó lên không được đẹp á, nên mình cho vào cái đoạn sau cũng rất là nhiều để lên cái màu gà nó đẹp. Nhưng mà nếu mà các bạn mua nghệ mà tốt thì các bạn có thể giảm cái lượng này lại. Mình thấy lần trước mình làm không nhiều như thế này đâu. Mình sẽ cho 1 ít tiêu và 2 hạt dỗi vào, mắt khén 5g. Lần này mình dùng sẽ hết luôn cái phần mắt khén vì nó hết bì rồi. Nếu mà các bạn có mắt khén hạt dỗi thì cho, còn không thì như công thức gốc không cần hạt dỗi mắt khén nha. Hương sông khói mình sẽ dùng 90g. Cái hàng này mình mua trên Shopee nha mọi người. Cái chai này 103ml thì mình sẽ dùng 90ml, sau đó mình trừ lại 1 ít. Hôm sau mình lại dùng tiếp. Rồi mình trừ lại 1 ít như thế này, hôm sau mình trừ tiếp. Bây giờ mình sẽ cho tiếp nguyên liệu tiếp theo vào là nước mắm. Mình sẽ dùng 10ml. Có nước mắm thì cái vị của nước ủ nó sẽ đậm đà nha.
đường mình dùng 50g. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bột ngọt mình dùng 10g. Mình sẽ cho vào đây 3 lít nước. Mình canh để ủ hai con gà đó mọi người. Cái nồi này mình thấy là vừa cho hai con gà. Ớt mình sẽ cho vào đây 8 quả. Bột nêm gà mình sẽ dùng 20g. Mọi người không có bột nêm gà có thể dùng bột nêm từ thịt heo nha. Bây giờ sau khi làm xong thì các bạn sẽ khuấy cho tan muối và các bạn thử cái vị nước ủ trước. Nếu mà cảm thấy cái vị của nước ủ nó vừa ăn và nó thấp hơn một chút thì thấp hơn cái khẩu vị bình thường của mình một chút là được. Nếu mà các bạn cho cái vị mà vừa quá thì khi ủ muối gà xong á nó sẽ bị mặn, vì trong con gà mình đã có ướp muối sẵn rồi đó. Sau khi gà mình phơi nắng, mình sẽ đem đi rửa sạch. Bây giờ mình sạch hết cái phần muối bên trong và bên ngoài. Bây giờ mình sẽ cho vào phần ủ và mình sẽ ủ nhỏ lửa, nhiệt độ từ 40 cho đến 50 độ nha mọi người. Nó cảm giác nó hơi ấm hơn cái tay mình một chút thôi. Gà thì mình sẽ ủ trong vòng từ 2 tới 3 tiếng tùy theo cái con gà nó to hay nhỏ. Để biết nó chín hay chưa thì mọi người chỉ cần đâm một cái đũa, lấy đâm xuyên con gà. Nếu mà thấy máu đỏ ra thì nó chưa chín. Còn nếu máu đỏ mà nó không ra thì là con gà đã chín. Gà sau khi mà mình cho vào nước ủ á, mình ủ một thời gian thì nó sẽ thấm phần nước ủ và nó sẽ căng cái da ra lại như thế này nha mọi người. Và nó thấm nghệ nên nó sẽ vàng như thế này. Đây, mình đã ủ được 2 tiếng rưỡi. Gà nó sẽ rất là chắc, nó săn như thế này. Mình sẽ thường xuyên đảo những cái mặt. Vì gà mà mình cho nhiều nước ủ á, nó sẽ phí. Không đảo mặt thì cái phần trên phần nước ủ á, nó sẽ không có chín. Nên mình sẽ thường xuyên đảo cái mặt cho gà nó được ủ đều. Mình thấy gà rất là chắc và cảm thấy chín rồi thì mình sẽ đâm xuyên qua con gà để mình thấy được gà nó chín hay chưa. Nếu mà mình xác định gà đã chín thì mình sẽ cho ra rổ mình để ráo. Gà nó sẽ từ giai đoạn mà phơi nó khô lại xong cho vào nồi ủ nó nở ra. Mình sẽ ủ một lúc, một thời gian là nó sẽ co lại một chút nữa. Là bây giờ mình đem mình lấy ra như thế này nè mọi người. Rất là săn chắc nha. Bây giờ mình sẽ cho gà vào tủ đông để nó làm lạnh nhanh. Thì mình sẽ có được cái phần da gà và gà nó rất là dai giòn. Trước khi cho vào thì mình sẽ cắt đôi con gà. Vì mình sẽ hút chân không và mình sẽ ăn từng phần á, nên có những lúc mình không ăn hết con gà mà mình hút chân không nguyên một con gà thì nó sẽ đem ra con gà nó sẽ bị hư. Nên mình sẽ cắt đôi ra, hút chân không từng phần nửa con thôi thì ăn sẽ rất là tiện. Trước khi đem đi hút chân không thì mọi người nhớ lau sạch gà để nó sạch hết cái phần mỡ bên ngoài nha. Và các bạn đem đi hút chân không. Đây là gà sau khi mình đã hút chân không nha mọi người. Đừng có nói là gà này mình mua rồi mình quay nha mọi người. Mình làm hết đó, tất cả cái này đều là mình làm. Đây mọi người, gà mình sẽ để, thường ở ngoài mua thì họ sẽ có cái miếng xốp để chống, để ở dưới để khỏi cái xương gà nó đâm ra cái bì á. Mà mình ăn chắc sẽ nhanh thôi, sẽ không tới nỗi đâm đâu. Đây là những phần chân gà luôn, những cái video trước mình đã làm đây mọi người. Rất là hấp dẫn nha. Gà sau khi ra thì nó sẽ hồng hồng, thịt rất là dai, da rất giòn. Vị của gà nó sẽ cái cay thay thêm mặn mặn, đổi vị trong những ngày Tết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.